Gia đình chúng tôi có 5 anh em, tôi và người anh kể xem như cục tre lửa, tròn trèn nhau 2 năm tuổi cách biệt. Thanh thử tra, suốt quá trình cuộc đời của hai chúng tôi thường gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, lúc đất nước thanh bình, trong thời chiến khốc liệt, cho đến sau ngày mất nước. Cuộc sống của chúng tôi đổi thay kể từ ngày mẹ chúng tôi chiếu dắt đàn con từ bỏ vùng quê Tam Kỳ ra định cư tại Đà Nẵng. Ngày tôi biết được thế giới phân minh là ngày gia đình chúng tôi ghé lại Hội An trên đường ra Đà Nẵng. Lần đầu tiên thấy được những chiếc xe hơi, đó là những chiếc xe GMC của quân đội quốc gia thỉnh thoảng chạy bụt qua trước nhà chúng tôi tạm trú. Cứ mỗi khi nghe tiếng xe hơi là chúng tôi thế nào cũng chạy ra đứng nhìn với vẻ thích thú. Đà Nẵng, thành phố mà tôi đã cùng chung sống với ông anh này từ khi còn bé cho đến lúc tôi vào Sài Gòn. Cha mất lúc tôi lên 7, mẹ tôi một mình bươn chải để nuôi đàn con 5 đứa. Vài năm sau, người anh cả vào tận Sài Gòn tìm tương lai qua đường tự lập. Còn lại 4 anh em, 2 em gái cách biệt tuổi nhỏ nên ít chơi chung. Chúng tôi hai đứa con trai cặp kè cùng nhau từ thuở đó. Anh tôi học trên tôi 2 lớp. Thỉnh thoảng trong giờ ra chơi, anh thường ra quay với mấy thằng bạn lớn, đôi ba lần ăn hiếp tôi. Đó là khoảng thời gian êm đềm nhất của tôi. Hai anh em cùng bọn trẻ trong xóm, mỗi buổi chiều kéo nhau ra đá banh tại các đám ruộng cỏ mọc lởm chởm, cô kê, gần cầu Đề La Tê. Có nhiều lần, anh dẫn tôi phiêu lưu dọc theo con đường Đò Su Đất Đỏ, ngược dòng sông Hàn đến tận bến Đò Su, nơi có cây đa chà mà dân chúng quanh vùng cho rằng linh thiêng lắm. Cây đa chà phủ tàn bóng mát rộng lớn, giữa thân cây ai kia đóng vài cây cổ nhỏ, trên có vài bình đựng nhang sức mẻ, chỉ còn trơ lại một ít cọng nhang màu đỏ cắm trong bình, hợp với những dây leo của cành đa rủ xuống, trông rất nặng phần cõi âm. Hết bậc tiểu học, anh tôi vào trung học, qua các trường Tây Đô và Sao Mai. Sau 2 năm tôi theo gót anh, nhưng may mắn vào được trường Phan Châu Trinh. Bạn bè của anh cũng là bạn của tôi, và đám bạn của tôi cũng là bạn của anh. Chúng tôi chơi chung với nhau rất đề huề, không kể lớn nhỏ, tuổi tác chênh lệch. Thường thì sân bóng rổ tại sân trường Thọ Nhơn, gần nhà, là điểm hẹn cuối tuần của cả bọn. Hè thì tụ điểm là các bãi biển Thanh Bình, Mỹ Khê, Tiên Sa. Sau khi đậu tú tài, anh đi làm để giúp thêm sinh kế cho gia đình trong khi chờ lệnh nhập ngũ. Năm 1967, tôi khăn gói vào Sài Gòn để tiếp tục được công danh qua đèn sách. Ngay tôi ra đi, anh đưa tôi lên phi trường Đà Nẵng và gửi cho tôi đi nhờ phi cơ quân sự của một ông lái tàu bay bạn anh. Năm 1968, anh vào quân trường Thủ Đức. Tôi lên xuống thăm viếng anh từ Quang Trung đến Thủ Đức vào thời gian đầu mỗi khóa thụ huấn. Chủ nhật, trong bộ đồ kaki màu vàng với cầu vai alpha của sinh viên sĩ quan, anh cùng tôi lang thang khắp Sài Gòn, Chợ Lớn cho hết trọn ngày phép. Đến chiều, anh theo đoàn xe trở về quân trường. Mãn khóa, anh tình nguyện vào sư đoàn nhảy dù. Cuộc đời lính chiến của anh bắt đầu từ đây. Tiểu đoàn đầu tiên anh phục vụ là tiểu đoàn 7 dù, hậu cứ tại Tam Hiệp Biên Hòa, anh đeo lon trường quý. Tại trang đầu, tôi thường đến thăm anh tại dưới chân cầu Phan Thạch Giảng, Cân Hàng Xanh xa lộ, hay dọc theo bờ sông Sài Gòn, trước viện bào chế Nguyễn Chí Nhiều, lúc anh nắm trung đội dù, chốt tại mấy nơi này. Đất nước chiến tranh triền miên, chơi Sài Gòn mưa chăng nắng đổ, cũng giống như đại lĩnh của anh đi rồi anh về rồi lại đi. Tôi vẫn miệt mài trong giảng đường đại học, anh vẫn lăn lộn qua khắp chiến trường đất nước. Quê nhà thì xa xôi quá, người anh cả đóng trên cao nguyên, mẹ và hai em vẫn còn ở ngoài trung. Mỗi lần tiểu đoàn về hậu cứ với vài ngày phép ngắn hạn, tôi là người anh tìm đến trước tiên. Tôi trao cho anh chiếc xe Honda của tôi, anh đi gặp bạn bè đâu đó, có khi vài hôm. Xong chuyện anh, hai anh em mới cùng nhau lang thang khắp Sài Gòn, điểm tâm tại quán Thanh Bạch, Cinetret Eden, khô bò và nước mía Viễn Đông, kem Mai Hương, phở Pater Hiền Phương, mi rau Hải Ký Tổng đốc Phương. Chúng tôi cũng thường đi tìm mua sách cũ tại các liều sách trên đường Lê Lợi,
hay khu ngã tư Lê Văn Duyệt và Hồng Thập Tự. Trước mỗi lần hành quân xa, anh đưa cho tôi hết số tiền lương anh lãnh còn lại. Tôi gửi tiền vào ngân hàng. Đến khi anh về, tôi giao trả lại anh để hai anh em cùng xài chung. Rồi bẵng đi một thời gian lâu, rất lâu, tôi không thấy anh về. Chờ đợi và chờ đợi. Sau đó tôi nhận được tin anh đang nằm tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Anh đã bị thương tại chiến trường Mỏ Vẹt trong trận hành quân truy kích Việt Cộng tận mật khu của chúng trên đất Miên. Nhìn anh trong đôi nạng cổ và vết thương còn bạc bỏ, thấy anh mỉm cười khi có người đến thăm anh, độc nhất là thằng em trai của anh. Phải, chỉ có hai anh em ở Sài Gòn. Hai anh em nếu nhau như chủ nhài còn thơ, lúc nào cũng chơi chung cùng nhau. Sau thời gian nghỉ dưỡng thương, anh tạm về trung tâm huấn luyện dù tại Hoàng Hoa Thám. Tôi cũng được vào ra trên trại này trong thời gian anh làm việc tại đây. Cuộc chiến càng khốc liệt, anh lại càng chen trung. Lần này anh được chuyển qua tiểu đoàn Nam Dù. Anh đưa bằng dù của anh cho tôi cất giữ, rồi theo tiểu đoàn đi ra miền Trung múc mùa. Qua báo chí, tôi biết được anh và đồng đội đang hoàn thảo với địch tại vùng núi Hải Vân, Quế Sơn, Thượng Đức, quê hương Quảng Nam của chúng tôi. Chả bao giờ anh viết thơ cho gia đình biết tin anh cả. Anh vẫn độc thân nên đời anh như cánh dù lọc gió. Theo thời gian và chuyển tích, trên cổ áo trùm của anh được gắn thêm một bông mai, hai bông mai, rồi ba bông mai. Cứ mỗi lần anh về thì hai anh em lại tiêu khiển quanh quẩn khắp Sài Gòn cho đến ngày hết phép. Anh lại vui vẻ ra đi. Cứ thế anh trải qua bao năm lăn lộn trên khắp chiến trường đất nước. Sài Gòn lúc bấy giờ, các nhật báo được phát hành vào mỗi cuối buổi chiều của ngày. Từ sở làm ra, tôi mua vội vài tờ báo quen thuộc. Về nhà, việc đầu tiên là tìm tin chiến sự đọc trước. Tôi âm thầm theo dõi bước chân anh qua tin tức và các bài phóng sự chiến trường trên báo chí. Mỗi khi nghĩ đến câu "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" của một nhà thơ Trung Hoa đại đường nào đó, thì lòng tôi lại thấy băn khoăn nhớ về anh. Vào những ngày cuối tháng 3 năm 1975, nóng lòng, tôi đã lái xe lên tận hậu cứ tiểu đoàn Nam Chu ở Biên Hòa để hỏi thăm tin tức, nhưng không ai biết tin gì về tiểu đoàn của anh lúc này. Rồi cuộc chiến bỗng chấm dứt, anh đã trở về tuy thân thể toàn vẹn nhưng bị vết thương lớn trong lòng. Đó là sự uất hận của người lính khi bị bắt buộc phải buông súng. Cuối cùng, chung với đồng đội, anh đã bị lùa vào trại tù tập trung trên vùng núi Bắc Việt. Sau bao nhiêu năm ở tù mà không tội, anh đã trở về trong thân xác đã trời với một tâm hồn trầm mặc, và hai anh em lại đoàn tụ cùng nhau tại Sài Gòn trong cùng một tâm trạng. Cũng may, nhờ một cơn gió từ phương Tây đã lồng thổi vào chiếc dù tưởng như đã đạ cánh của anh, đã mang gia đình anh đến tận Hoa Kỳ tự do và an bình. Hôm nay vào website Nhảy Chu đọc được bài của Trung tá Bùi Quyền kể lại trận đánh của tiểu đoàn Nam Chu tại mặt trận Em Rắc Khách Dương, tôi viết vài dòng để nhớ về anh. Mới đó mà đã gần 40 năm kể từ ngày mất nước, thời gian qua thật mau. Anh tôi cũng sắp vào tuổi mà người xưa gọi là thất thập cổ lai hy. Bạn bè năm xưa nhìn lại thấy đứa còn đứa mất. Tuy sống ở hai lục địa khác nhau, nhưng qua những kỷ niệm ngày xưa cùng anh tại Đà Nẵng và Sài Gòn, tôi luôn luôn cảm nhận được sự gần gũi bên người anh là lính Nhảy Chu của tôi.